các bạn. Hôm nay GameHub.vn sẽ trải nghiệm tựa game Tam Quốc vs Zombie của CFF Studio, một studio Việt với khá nhiều tựa game mình đã review như là Gợi Như Ý hay là Ninja Loạn Thị. Đấy, quảng cáo luôn này. Đó, thì chúng ta đang ở giao diện chính của game. Game thì rất là đơn giản thôi. Chúng ta sẽ tìm hiểu qua mấy cái ở giao diện bên ngoài nhé. Setting. Đây là các nhiệm vụ hàng ngày. Nhiệm vụ chúng ta sẽ là giết càng nhiều zombie càng tốt, sống sót. Cứ đến chết thì thôi. Đây là bảng xếp hạng. Có hai theo cho hai chế độ là campaign và survival. Survival thì chắc là căng hơn rồi. Đây là hình như là gợi ý mua đồ không nhá, nhà nghèo. Chúng ta sẽ bắt đầu vào chơi game luôn. Đúng là theo hai chế độ thì mình sẽ chơi campaign cho dễ nào. Đây, thì theo như cái tên của nó là Tam Quốc vs Zombie, nhân vật chính của mình sẽ là Quan Ju. Lubu này là Lữ Bố thì phải. Sang Fei hình như là Trương Phi. Còn ông này quên tên rồi. Đấy, thì mỗi nhân vật của chúng ta sẽ tạo hình từ nhân vật Tam Quốc này, cầm những các loại khẩu súng như thế này. Dùng cái có thể dùng tiền vàng hoặc là cái tiền xanh này để mua. Và nhân vật ban đầu thì cũng chỉ cho ông này thôi. Còn muốn hai nhân vật sau chắc là nhanh nhẹn hoặc là mạnh hơn thì phải dùng tiền xanh này. Cái này chắc là phải nạp thời ấy đấy. Cái này mình vừa nâng cấp vũ khí. Đó, thì hệ thống mua đồ chỉ có vũ khí thôi, không có quần áo gì nữa. Cũng như có 3 nhân vật chính và chúng ta sẽ bắt đầu vào chơi luôn. Game này mình có thể chơi offline nên các bạn nên tắt wifi để cho đỡ tránh quảng cáo. Đây, người chơi sẽ có thể di chuyển trái phải ấm vào súng để bắn bọn zombie. Bọn zombie sẽ ra theo wave nhặt. Bọn nó sẽ ra cho đến khi nào mình chết thì thôi. Bị nó cắn rồi. Ra ăn vàng, ăn vàng, ăn vàng. Hiện tại thì mình chơi game này khá là ngu nên là chỉ cứ gặp con boss của nó đã chết. Đông quá, đông quá, đông quá, đông quá. Bỏ mẹ. Nó cắn. Tôi chơi rồi, hết máu rồi. Ngoài ra thì mình cũng không thể... À đây, có bình cứu thương đây rồi. Hút chết. Đấy, một tựa game rất là vui và đồ họa rất là đẹp, bắn máu me té le luôn. Một game Việt như thế này thì mình thấy rất là hay. Không phải tức là nhiều, không nhiều game làm được như thế này ý. Rất là chất lượng. Nhưng mà chơi game kiểu này căng thẳng quá. Đông. Đó thì game rất là đơn giản thôi. Chúng ta phải bắn càng nhiều càng tốt để kiếm tiền vàng này, lập kỷ lục này, hoàn thành các nhiệm vụ ngày. Và chúng ta sẽ chết khi hết máu, không lúc nào dừng lại cả. Rất là kiểu căng thẳng ấy. Đấy, con boss đến rồi, chết to. Tấn chết nó đi, chết nó đi. Chết rồi. Để chúng ta có thể bỏ cuộc hoặc là chơi tiếp dùng tiền xanh, nhưng mình cũng không có tiền xanh. Đó thì vừa rồi là trải nghiệm của mình về tựa game Tam Quốc vs Zombie, một tựa game Việt rất là vui. Nó cũng rất căng thẳng nữa, ông chơi đâu. Rồi, chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các clip review game khác của GameHub.vn. Để cập nhật thêm những thông tin mới nhất về làng game mobile trong nước và quốc tế, các bạn có thể theo dõi tại website fanpage của GameHub.vn. Giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại.